Ui quá anh em ơi, tối khùng vãi trường á. À, tối là mình khai thác năm nay là tối to nhất rồi ấy, anh ạ. Cùng khui quá nào anh em. Xin chào anh em. Hôm nay anh em trái phố núi lại đi rừng kiếm tiền anh em nhé. Hôm nay là khai thác ong. Mấy tổ hôm trước câu thấy rồi, hôm nay đi khai thác nha. Mai chợ phiên mang ra chợ phiên bán. Nên là hôm nay khai thác trước. Anh em cùng theo dõi nhá. Đây ông anh đang đi trước cái này, vác cái bao đựng áo lấy ong này. Áo của ông này anh em nha. Quá mẩy luôn. Tầng bên trên bắt đầu xây tầng giữa này, này. Tầng có 4 tầng anh em ạ. Tầng thứ 2, tầng 3 mẩy lắm. Mình dùng cả găng tay như là làm nó hơi khó, chút lượng tay xung quanh tay nha mọi người. Con chúa con chúa rồi. Đi làm chỗ khác nha các chú ông nha. Ra cả đi thôi anh em ơi. Ong rất nhiều đó. Rồi rất nhiều. 2, 3 tầng, 4 tầng, có 4 tầng em ạ. Đây thì ong nó bố nhiều quá, thì sẽ chui ra ngoài đấy. Mình nhìn ra cái số lưỡi này này mình rõ. Hôm bên trên cái mồ hôi mình toát ra nhìn mờ lắm. Có hơi nước ấy. Tôi chuẩn bị bắt cái tổ ong ở trên này. Nên là trên kia rậm quá không có chỗ để cắm máy quay. Nên là tôi sẽ lấy xuống đây, cầm cái tổ xuống đây để đây cho anh em cùng xem nhá. Ok.
còn khóa. Vui quá anh em ơi, tôi khùng vãi trưởng á. À, tôi là mình khai thác năm nay là tuổi to nhất rồi đấy anh ạ. Cùng khui quà nào anh em. Bao nhiêu tầng đây? 1, 2, 3, 4 5 tầng anh em ơi. Tầng thứ 5 chuẩn bị xây này. Ôi mày quá tuyệt vời anh em ạ. Đấy, quá tuyệt vời à. Trong cái áo nhìn không rõ mấy. Ai chà. Tổ này khủng nhất anh em ơi. Khủng nhất từ trước đến giờ ấy, mình thay khai thác. Quá tuyệt vời. Chắc mình cầm ra ngoài để khoét những con này ra đã.